Xin chào mọi người. Chào mọi người quay lại với kênh YouTube Phạm Hà Linh. Hôm nay là mình về quê và có ghé thăm các em rùa núi vàng đây. Đây là những em rùa núi vàng là size lớn. À, đây là một bể tắm, Đây là một em rùa đất. đây là hang trú, đây là em rùa núi vàng. Em rùa núi vàng em này là đang to nhất nhà, đây gần 3 cân, rất là nặng. Em này là mình nuôi lâu lắm rồi nhưng mà vẫn rất là nhát. Rùa cái thôi, cứ kiên trì chăm mấy em nữa rồi mấy năm nữa có thời gian này về cố chăm cho sinh sản sau, vậy hơi buồn, công việc lấn át vào nhiều quá. Gửi các em đi 5-7 chỗ. Ây da, nhạt quá. Hello, có ai ở nhà không? Hello bạn rùa ơi, hiện tại là không nghe. Mình để ở đây một tí là bò ra mà. Kìa, xa 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 là có một em rùa đất Pukin. Đây là cũng một em nữa. Nói chung là tất cả mấy em rùa này thì đều đang nứt mai hết này. Nứt mai là lớn. Đường nứt nứt rất là to. Nứt này phải 5 ly. Từ 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 từ. Tắm đi, đi vào đây tắm đi. Đấy. Bên này thì chưa lên. Chưa lên. Chưa có, chưa có. Không cẩn thận. Không cẩn thận nứt lại cái chết dở. Đây, đoạn đầu đây. Nứt. Đoạn này bên này vẫn chưa nứt này. Nói chung là mông rất là nở. Đây là một em rùa núi vàng béo, rất là béo. Béo là tại vì sao? Tại vì em mới có một cái mu rất là cao, rất là nặng, mặc dù là cùng cân cùng size với những em khác. À đây, cũng là tiếp tục. Mùa này là các em nứt mai hay sao ấy. Em này là cũng đang trong giai đoạn nứt mai đây. Đấy, ai bảo rùa đi chậm. Đây, đây, đi rất là nhanh. Đây là em rùa đực. Đấy, đi rất nhanh mọi người nhá. Em lấy được anh. Ok, xong nhanh. Vết nứt rất là to. Và đây là em rùa cái. Em rùa cái hơi nhát. Đây là cái đường nứt đây. Tức là nứt mai là rùa đang lớn phát triển. Mỗi lần nứt ra là cơ thể lớn lên và to ra. Rất là ngây ngây. Đấy, bơi bơi. Đấy, bơi nha. Thấy không? Đấy, ấy, ấy, ấy. Đây là một em rùa núi vàng cái nhỏ. Em này có cân 2 hay sao ấy? Chắc tầm đấy thôi. Mình không cân. Và em mình đang nứt mai. Đây là đặc trưng của rùa núi vàng nhé. Vàng và có lốm đốm đen. Em này là cũng rùa cái. Rùa cái đấy ạ.
ngay ngay cái mặt. Mặt lúc nào cũng trong cái nụ cười khoái chí. Còn đây là em rùa núi vàng. Đấy, em rùa núi vàng. Em mình đang nứt mai. Mọi người nhìn. Vết nứt rất là lớn. Cái này phải nứt đến 7 ly. 7 ly. Mông này có thể lên đến 8 ly này. À, to đây. Đây là em rùa đất lớn mọi người nhá. To. Khá là lớn. Bình thường là em sống vừa đất vừa nước, nhưng mà rất là thích nước này, bơi rất là nhiệt tình nhá. Véo phát bơi.